Nếu bạn có một chiếc chìa khóa có thể mở bất kỳ cánh cửa nào. Lúc đó bạn muốn vào căn phòng nào? Cô gái phụ việc này. Sau khi nhận được chiếc chìa khóa, cô nhìn chằm chằm vào sau đầu một ông già bị liệt lúc tắm cho ông ta, tỏ vẻ không hứng thú với công việc này lắm, còn lén lút sử dụng chìa khóa bí mật mở tầng áp mái. Kết quả là cô đã nhìn thấy rất nhiều thứ gì đó khiến tim cô đập liên hồi. Sự việc này đã khiến cô ấy muốn nghỉ việc. Caroline là một y tá. Vì ở bệnh viện, họ thường vứt di vật của bệnh nhân một cách tùy tiện. Điều này khiến cô không hài lòng. Vì vậy đã dứt khoát từ chức. Hôm ấy cô đọc một tờ báo, ai đó thuê một người chăm sóc, trả $1,000 một tuần. Caroline nghĩ việc đó cũng không tệ, nhanh chóng lái xe đến buổi phỏng vấn. Có điều nơi làm việc này rất tráng lệ. Đó là một biệt thự ở ngoại ô. Caroline cảm thấy không an toàn, muốn rút lui. Lúc này, luật sư môi giới đã đến. Anh ấy tiếp đón cô một cách nồng nhiệt và giới thiệu cô ấy. Nội dung công việc: có một cặp vợ chồng già sống trong biệt thự này. Trước đây ông già này từng bị trúng gió trên gác mái, sau này phát bệnh bị liệt nửa người và không nói được. Bác sĩ cho biết ông Ben nhiều nhất còn có thể sống trong một tháng. Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là phục vụ ông ta cho đến khi ông qua đời. Nghe đến đây, Caroline đặt một số đồ ăn nhẹ. Người già thích yên tĩnh, khẩu vị cũng bình thường. Xem ra những yêu cầu này cũng không khó lắm, rất phù hợp với bản thân. Cô ấy đã đồng ý chuyển hành lý của mình vào biệt thự. Nhưng vào ngày đầu tiên, Caroline phát hiện một điều kỳ lạ. Một biệt thự lớn như vậy, tại sao không có bất cứ chiếc gương nào? Bèn hỏi thăm chủ nhà, chuyện gì đã xảy ra? Kết quả bà ta trả lời, chúng tôi đều già thế này rồi. Cô nói xem ai muốn nhìn khuôn mặt già nua của chính mình. Caroline nghĩ một lúc, không hỏi thêm nữa. Sau đó, cô ấy lại nhìn thấy một bức ảnh rất kỳ quái. Người trong bức ảnh cũng không phải cặp vợ chồng già. Để xóa tan nghi ngờ của cô, bà già nhanh chóng giải thích, bức ảnh này là của chủ sở hữu trước, đôi vợ chồng già có chút hoài niệm nên không bỏ đi. Giải thích xong, bà quay lại và rời đi. Caroline nhặt khung ảnh lên, muốn xem. Kết quả có một bức ảnh cũ khác rơi ra từ phía sau. Trong bức ảnh có hai người da đen chụp chung với hai đứa trẻ da trắng. Cô ấy chết lặng. Người đàn ông này không phải là chủ của căn biệt thự này chứ? Sau bức ảnh là hệ thống của nơi này. Chưa đợi Caroline kịp hiểu chuyện, bà già gọi cô ấy đến bên, sau đó đưa ra một chiếc chìa khóa và nói với cô, đây là khóa vạn năng, có thể mở tất cả các cửa phòng của căn biệt thự này. Giữ lấy nó, việc chăm sóc người già sẽ thuận tiện hơn. Nhìn thấy bà chủ đem đồ quan trọng như thế đưa cho mình, bản thân Caroline cũng thấy nhẹ nhõm hơn, bắt đầu làm việc chăm chỉ. Hôm nay bà lão trồng hoa trong vườn không đủ hạt, bảo cô ấy lên lầu tìm. Caroline lên lầu với chìa khóa. Cô ấy vô tình phát hiện ra có một cánh cửa trên gác mái. Cánh cửa này được giấu rất bí mật. Trong lòng có chút tò mò, cô muốn mở ra xem, nhưng chưa tiến được hai bước, phía cánh cửa đột nhiên vang đến tiếng gõ cốc cốc. Trong này không phải là đang nhốt ai đấy chứ? Vốn là một y tá, nhiệm vụ của cô ấy là cứu người chết và chữa lành vết thương. Vì vậy, cô ấy nhanh chóng lấy ra chiếc chìa khóa, muốn mở cửa cứu người, nhưng đã cố gắng trong một thời gian dài, phát hiện cánh cửa này không thể mở được. Cô ấy chỉ có thể đi xuống cầu thang với hạt giống trong tay, sau đó bắt đầu hỏi bà già, không phải bà đã nói đây là chìa khóa vạn năng ư? Tại sao tôi không thể mở cánh cửa gác mái? Bà lão cũng không vòng vo, nói thẳng với cô ấy, cánh cửa đó mở không mở được, cũng chưa có ai từng ở đó. Caroline cũng không ngốc, trước đó không phải bà nói ông già từng bị trúng gió trên gác xếp, bây giờ lại nói không có ai ở, rõ ràng là nói dối. Thấy bà già có vẻ né tránh, cô cũng không nói nữa, quay về phòng ngủ thiếp đi. Nửa đêm bên ngoài đổ mưa lớn, cô ấy bị đánh thức bởi sấm sét. Lúc này, phòng của ông già bên cạnh truyền đến âm thanh kỳ quái. Caroline vội vàng chạy đến, kết quả không có ai trong phòng. Caroline hoảng sợ, đột nhiên cô ấy nghe thấy giọng nói bên ngoài cửa sổ. Cô lao đến ban công, mở cửa sổ ra, rõ ràng là có ai đó đang leo lên mái hiên. Cảnh tượng thật kinh khủng. Sau khi xem xét kỹ hơn, ngớ ngẩn một lúc lâu, chẳng phải là ông già ấy sao? Caroline ré lên, đừng leo lên nữa. Nhưng tại thời điểm này, vì mái hiên quá trơn, ông già không cẩn thận rớt xuống từ mái hiên. Cú này xem như xong rồi. Caroline vội trở về phòng, đẩy chiếc xe lăn đi cứu ông, nhưng vô tình nhìn thấy ông lão để lại một dòng chữ trên ga giường, cứu tôi với, đây không phải là nhà ông ấy sao? Tại sao lại muốn giúp đỡ? Caroline cảm thấy điều này thật kỳ lạ, vì vậy cô đã giấu tấm trải giường. Chờ ngày hôm sau, khi anh chàng môi giới xuất hiện, cô đem ga trải giường ra một lần nữa, nhưng lúc này nó vô cùng sạch sẽ, không có bất cứ gì. Cô khăng khăng ông già cần giúp đỡ, nhưng vì không có bằng chứng, anh ta không tin điều đó. Tất cả những thứ kỳ lạ đó khiến Caroline nhớ đến căn phòng trên gác mái. Một ngày nọ, cô nhân lúc bà lão quét dọn bên ngoài, một mình lén lút cầm đèn pin dọi vào trong. Lúc này mới phát hiện ra trước giờ không mở cửa được, vì khóa cửa có gì đó bị kẹt. Caroline dùng kẹp tóc kẹp chồng với chiếc chìa khóa, sau đó mở cửa.
Quả nhiên cánh cửa được mở ra. Trong căn phòng bí ẩn này, rốt cuộc có cái quái gì? Kết quả mắt hóa ngơ. Bên trong có lọ đựng các bộ phận cơ thể người, sách có câu thần chú, nhẫn rắn ba đầu, có vô số khuôn mặt, một chiếc gương bị phủ khăn. Những thứ này trông quá ghê tởm. Tuy nhiên, Caroline chưa kịp hiểu chuyện gì, bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân của bà già. Nửa ngày nay bà đã không thấy cô đâu, bà ta đi tìm. Caroline nghe thấy tiếng mở cửa, sợ quá nên trốn. May mắn thay không bị phát hiện. Sau khi khám phá ra bí mật, cô ấy đã tận dụng kỳ nghỉ, nói với bạn du cùng phòng về điều này. Sau đó nhận được câu trả lời. Căn phòng đó có thể đã từng là nơi tổ chức một số loại nghi lễ phù thủy nào đó. Du nói với cô ấy, nghe có vẻ đáng sợ, nhưng miễn là bạn không tin, sẽ không làm tổn thương đến họ. Nghe đến đây, Caroline lấy lại tinh thần. Cô nghĩ đến căn biệt thự không có gương, vì vậy bắt đầu nghi ngờ bà già. Bà ấy giấu gương, liệu có liên quan đến phù thủy không? Ngày hôm sau, Caroline đến biệt thự, bình tĩnh đến góc tường, treo lên một tấm gương, xem bà lão phản ứng thế nào. Quả nhiên, sau khi bà ta nhìn thấy tấm gương, phẫn nộ tức thì, trực tiếp đập cửa phòng cô. Caroline thấy bà ấy bị kích động đến thế, cũng quyết định lật bài, khai rằng cô ấy không chỉ lên gác xếp, cũng phát hiện rất nhiều điều kỳ lạ. Bây giờ muốn bà ấy cho cô một lời giải thích, bà già không nhịn được, phải châm một điếu thuốc. Vấn đề này phải bắt đầu từ 90 năm trước. Hóa ra là biệt thự này là nhà của một ông chủ ngân hàng giàu có. Họ có hai đứa con, còn có hai người hầu chịu trách nhiệm chăm sóc họ, đều là người da đen. Gác mái này là phòng của hai người hầu. Một lần nọ, nhân ngày kỷ niệm ngân hàng, banker mời rất nhiều người đến biệt thự để ăn tối và dự tiệc. Kết quả không lâu sau, có người phát hiện hai đứa trẻ mất tích rồi. Mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng trên gác mái, họ thực sự đã nhìn thấy hai người hầu đó đặt đứa trẻ vào giữa vòng tròn. Họ dường như đang sử dụng phép thuật phù thủy. Thấy cảnh này, chủ ngân hàng đã rất tức giận. Vì vậy, ông và những người bạn treo hai người hầu này lên, thiêu sống tại chỗ. Đối với căn biệt thự này, tại sao không thể đặt gương? Đó là bởi vì trong gương có thể nhìn thấy linh hồn đã chết của hai người kia. Sau khi Caroline nghe giải thích, cũng bán tính bán nghi, chỉ có thể tiếp tục chăm sóc ông lão. Hôm nay cô ấy vẫn như thường lệ tắm cho ông già, ngay lúc không cẩn thận đã khiến vật gì đó rơi vào mắt. Cô vội vàng lấy ra một chiếc gương nhỏ. Ồ, mắt cũng thoải mái hơn rồi. Ở trong gương sao không có linh hồn người chết? Ngay lúc này cô ấy chợt nghĩ ra một ý nghĩ rất táo bạo. Nếu tôi không thể nhìn thấy, vậy thì những người khác cũng sẽ không thấy. Cô ấy thử nhắm gương vào ông già. Nhìn phản ứng của ông, Caroline không thể không tin. Căn phòng này không sạch sẽ, ông già này nhất định lúc ở trên gác mái đã trúng lời nguyền của phù thủy. Vì vậy cô vội vã trở lại thị trấn, tìm đến một người phụ nữ. Người này đã đưa cho cô một bộ công cụ để cô ấy chữa bệnh cho người già. Đợi đêm đến, cô đến giường của ông. Sau khi thiết lập vòng kết nối, Caroline bắt đầu niệm chú, vừa vuốt mặt ông lão vừa đọc. Không ngờ ông ta lại khóc. Sau đó, cũng không biết việc này có tác dụng đến tâm lý ông cụ đến thế. Ông đột nhiên nói chuyện một cách thần kỳ, còn hét to cứu tôi, muốn Caroline đưa ông ấy đi. Cô hỏi ông tại sao muốn rời đi. Lúc này bà già đột nhiên xông vào, nhìn thấy ông già phát bệnh. Cô ấy vội vã giải thích chuyện xảy ra với bản thân, chỉ là vừa kể cho ông lão một câu chuyện. Bà lão không muốn nghe bất cứ gì, đuổi cô ấy ra khỏi phòng. Thấy vòng tròn ma thuật còn rất hữu ích, Caroline lòng tham không đáy trỗi dậy. Có thực sự có phù thủy không? Vài ngày sau cô ấy phát hiện, người dân địa phương dường như tin vào điều này, còn đặt cho gạch đỏ trước cửa nhà, dùng nó để ngăn chặn cuộc tấn công xấu xa. Sau khi Caroline trở lại biệt thự, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ người dân, dùng cho gạch đỏ rắc trước cửa phòng mình. Nhưng chẳng may, phòng của cô ấy bị dì mưa suốt mấy ngày nay. Cô muốn bà chủ sửa lại nó, nhưng bà lão khi nhìn thấy cho gạch đỏ trước cửa phòng cô ta thì bắt đầu từ chối đi vào. Suy nghĩ của Caroline có chút mơ hồ ngay lập tức. Cuối cùng cô ấy đã đưa ra kết luận, người phụ nữ này có khả năng chính là phù thủy. À, muốn làm hại ông già. Để cứu người, cô quyết định đưa ông già thoát khỏi biệt thự trong đêm. Cô ấy đã chuẩn bị trước thuốc ngủ. Trong lúc ăn, tranh thủ bà già ra ngoài lấy đồ, đổ thuốc vào cốc quả. Bà già không có sự phòng vệ, cầm cốc nước lên uống, sau đó ngất xỉu. Caroline nắm lấy cơ hội chạy trốn cùng ông già, nhưng chạy ra đến cửa mới phát hiện cửa biệt thự đã khóa, không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Cô ấy chỉ có thể lái xe tông thẳng vào cửa. Kết quả cánh cửa bị đập tung ra, nhưng xe cũng phế, không có xe bây giờ. Ông già lại bị liệt, chạy thật là bất tiện. Vì vậy cô quyết định đưa ông trốn trong ngôi nhà gỗ sau vườn. Nhưng tại thời điểm này, thuốc trong người bà lão hết tác dụng. Caroline thành công trốn thoát đến thị trấn. Sau đó cô tìm đến anh chàng môi giới, kể tất cả mọi chuyện. Nhưng anh ta nói rằng, suy cho cùng anh ta chỉ là người môi giới, không chịu trách nhiệm về điều này. Caroline vừa dứt lời,
điện thoại của anh chàng đổ chuông. Đó là bà lão. Anh vội vàng ra hiệu cho cô. Anh đã ghi âm tất cả nội dung của cuộc gọi này, sau đó đem đi chứng minh. Nói xong liền quay người đến một căn phòng yên tĩnh. Sau khi anh ta rời đi, Caroline ở trong phòng một mình. Lúc này cô ấy nhìn thấy trên bàn đặt một vài cuốn sách, hơn nữa đều là sách kiến thức pháp luật cơ bản. Caroline chết lặng. Anh ta không phải là một luật sư chuyên nghiệp sao? Làm sao anh ta có thể đọc những cuốn sách như thế? Điều kỳ lạ hơn là trong ngăn kéo bàn của anh ta, cô ấy phát hiện một chiếc nhẫn rắn ba đầu. Caroline không dám nghĩ nữa. Đúng lúc này, gã kia đã siết chặt cổ cô ấy. Hóa ra hắn lợi dụng lúc cô ấy không phòng vệ, dùng sợi dây siết chặt cổ. Caroline mất khả năng phản kháng, bị hắn ta đưa về lại căn biệt thự. Lần này cô ấy đã hiểu, thì ra hắn và bà già kia là một nhóm, và cả hai đều phải hiểu về thuật phù thủy. Lúc này, Caroline đột nhiên nhớ ra, cho gạch đỏ được rắc trước cửa phòng, miễn là có thể trốn vào khu vực đó sẽ an toàn. Vì vậy, cô ấy đã lợi dụng sự phân tâm của gã đàn ông kia, lao thẳng vào phòng của mình, khóa cửa lại. Hóa ra hai người này nhìn thấy cho gạch đỏ trên mặt đất, thực sự không dám vào. Cô nhanh chóng lấy điện thoại, gọi cảnh sát trước, liên hệ lại với Du để được hỗ trợ. Nhưng cuộc gọi mới chỉ đi được một nửa. Bà già ở cửa, tìm cách chui vào. Caroline nghĩ, trốn trong phòng không phải cách hay nữa rồi. Cô ấy phải tìm cách thoát ra mới có thể an toàn. Trong khi chạy, cô ấy đến căn gác một cách tình cờ. Lúc này, cô phát hiện trên gác mái xếp vô số ngọn nến. Caroline vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì từ phía sau truyền đến giọng bà già. Không có bất kỳ sự lựa chọn nào, cô ấy chỉ có thể nhặt sách hướng dẫn phù thủy. Lần này cô ấy sẽ làm một điều gì đó lớn lao, sử dụng phép thuật để đánh bại phép thuật. Vì vậy, cô đã làm theo những điều trên quy tắc hoán đổi, bắt đầu vẽ bố cục. Phải mất một thời gian lâu, cuối cùng đã bố trí sẵn sàng. Bà cụ cũng đuổi vào phòng. Caroline đe dọa bà ấy, nói rằng bản thân đã triệu tập rất nhiều vệ sĩ, bà ta không có cách nào tiến đến. Nhưng bà già nói với cô, sách hướng dẫn này là những gì mà để lại. Những vòng tròn vẽ ở đây, nó hoàn toàn không phải là để triệu tập vệ sĩ, mà là hiến tế. Có điều, Caroline phải tin vào phù thủy thì nghi thức mới được thực hiện. Lúc này, tiếng nhạc tế lễ vang lên, buổi lễ chính thức bắt đầu. Caroline tự ý thức rằng, sau khi bản thân tự đào thải ra ngoài, cũng không bao giờ tin vào phù thủy. Nhưng quá trễ rồi, cô ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Chiếc gương ngã thành trăm mảnh khi cô ấy thức dậy một lần nữa. Một cô gái vốn dĩ không bao giờ hút thuốc, lại châm điếu thuốc một cách thành thạo. Bây giờ cô ấy và bà lão đã hoán đổi cơ thể. Thì ra gã thanh niên môi giới và bà ta là những người hầu đã chết trước đó. Trong buổi lễ 90 năm trước, họ đã hoán đổi thành công thân xác của hai đứa trẻ. Phép thuật phù thủy đã được sử dụng kể từ đó. Chọn người phù hợp, Caroline và gã đàn ông kia đã được họ chọn. Rất nhanh, cảnh sát đã đến hiện trường. Caroline và ông già được giải cứu, mắt nhìn nhau, không nói lên lời. Đến đây, kết thúc phim. Trên thực tế, ở đầu phim, người đàn ông môi giới và ông già đã hoán đổi cơ thể của mình. Đó là lý do tại sao ông già soi gương sẽ phát điên lên, vì bản thân không thể chấp nhận rằng mình đã trở thành một ông già sắp súng lỗ. Lúc Caroline bắt đầu làm phép cho ông, tại sao ông lại khóc? Bởi vì ông biết lúc này Caroline đã tin vào phù thủy, cũng đã đoán trước được số phận của cô ấy. Nhưng tất cả các ám hiệu đều không có điểm dừng. Bi kịch của Caroline, bộ phim muốn gửi đến chúng ta một quan niệm rất đơn giản. Cái gọi là niềm tin phải xuất phát từ trái tim, không nên từ bất kỳ mục đích thực dụng nào. Khi bạn muốn sử dụng đức tin, tìm kiếm sự tự bảo vệ hoặc hy vọng cho sự cứu rỗi, lại càng dễ bị tổn thương hơn. Và trong cuộc sống, nhiều người sẽ rơi vào phép thuật của vòng tròn của riêng mình. Không thể phủ nhận, dù thế nào đi nữa, tìm cách thoát khỏi sự trói buộc này vẫn tốt hơn là cứng đầu. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.